dưới ánh trăng. Tử thần sẽ đến biển này, chuẩn bị đoạt lấy mạng của chàng trai. Chàng trai hỏi, làm sao mới có thể bất tử? Tử thần nói, đi một thứ tử, chỉ cần cô ấy tình nguyện từ bỏ tính mạng, đem linh hồn vinh hiến cho ngươi, ngươi có thể sống tiếp. Chàng trai hỏi, làm sao mới có thể khiến người thiếu nữ từ bỏ tính mạng, đem linh hồn vinh hiến cho tôi? Tử thần nói, chỉ cần ngươi giành được trái tim của cô ấy, khiến cho cô ấy yêu ngươi. Chàng trai hỏi, làm sao mới có thể giành được trái tim của cô ấy? Tử thần mỉm cười nói, sự khác biệt giữa hai con người đến từ hai thế giới và sự trớ trêu của tạo hóa đều có thể hóa giải bằng tình yêu. Với đề tài hiện đại pha trộn yếu tố huyền ảo kỳ thú, lấy đề tài về truyền thuyết người cá, lồng ghép những tranh đoạt lợi ích đằng sau bức tranh vốn tự nhiên mình ở nơi hòn đảo nhỏ. Đón xem phim truyện nước ngoài Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển. Phim được phát sóng vào 19:45 hàng ngày, phát lại 5:30 hôm sau trên sóng truyền hình Tiền Giang, trực tuyến trên www.thtg.vn và ứng dụng THTG.